thông minh như bình luận viên bóng đá, chưa chắc đã trả lời được những câu hỏi về đội tuyển U23. Chào mừng các bạn đã đến với Tí Hỏi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, thông minh sáng dạ hơn ngày hôm qua. Nếu các bạn không biết cách nào thông minh hơn, trí tuệ hơn, thì hãy nhấn chuông theo dõi Tí Hỏi và thường xuyên xem video Tí Hỏi hàng ngày để đầu óc linh hoạt hơn, gia tăng kiến thức nhiều hơn nhé. Chủ đề hôm nay, An muốn cùng các bạn khám phá những chủ đề về đội tuyển U23 Việt Nam. Chả là vừa SEA Games xong, lại tới U23 châu Á. Thông tin báo đài nươm nượp khiến át nảy ra vài câu hỏi mà tự tìm hiểu một mình thì không vui lắm. Thôi thì mang đầy thử thách cùng các bạn cho vui. Thử xem ai là người trả lời nhiều nhất, nhiều kiến thức nhất nhé. Nào, chúng ta bắt đầu thôi. Let's go! Câu hỏi thứ nhất không dễ cũng không khó lắm. Át dặn dò các bạn cẩn thận kẻo nhầm nhé. Lần này dặn dò thiệt tâm, chứ như video trước lại sai lầm liên miên là các bạn lại mắng át hắt hơi cú mất. Câu hỏi đầu tiên là các bạn hãy cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu ở giải nào? A. SEA Games, B. AFF Cup, C. Afghanistan, D. VCK U23 châu Á. 10 giây dành cho các bạn, bắt đầu! Các bạn đã có đáp án cho mình chưa? Nhớ comment xuống dưới, đọ xem có đúng và nhanh nhất không nhé. Còn đáp án chính xác của Ad chính là đáp án D. Nếu bạn nào thấy đáp án không chính xác với Ad thì nghe Ad giải thích này. Trận đấu đầu tiên mà ông dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là cuộc đối đầu với Afghanistan trên sân Mỹ Đình vào ngày 14 tháng 11 năm 2017. Trận đấu đó chúng ta giành được 1 điểm sau trận hòa 0-0 và chính thức giành vé dự Asian Cup 2019. Giải đấu chính thức đầu tiên mà ông Park cầm quân ngay từ đầu là VCK U23 châu Á 2018. Đó là giải đấu mà ngay ở lễ nhậm chức, ông Park đã tuyên bố sẽ giúp U23 Việt Nam tạo kỳ tích. Thế nhưng đó là phát ngôn ở thời điểm mà ai cũng nghĩ ông chỉ nói vui, bởi U23 Việt Nam vừa thất bại ê chề tại SEA Games 2017 cũng hàng loạt những vấn đề lùm xùm ở thượng tầm VFF. Nhưng sau đó, ông Park đã cùng U23 Việt Nam tạo ra cơn địa chấn ở Thường Châu với việc giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018. Đó là chiến tích mở ra kỷ nguyên thành công. Sau đó, ông giúp U23 Việt Nam tiếp tục giành hạng tư ASEAN 18. Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Tới giờ nhìn lại, huấn luyện viên Park Hang-seo đang là người thành công nhất trong số các huấn luyện viên từng làm việc tại Việt Nam. Như vậy thì trận đấu đầu tiên là gặp Afghanistan, còn giải đấu đầu tiên là VCK U23 2018 ở Thường Châu. Có bạn nào lỡ chọn đáp án C, Afghanistan, thì lần sau nhớ nghe kỹ câu hỏi nha. Sai một chữ là thua cả bàn đó. Nhắc tới giải đấu này thì nhiều hoài niệm lắm. Cảm xúc giờ nghĩ lại vẫn rưng rưng à? Giờ át vẫn bồi hồi xúc động luôn. Nhất là bàn thắng của Quang Hải trong mưa tuyết lần đấy. Át đố luôn các bạn một câu này. Bàn thắng cầu vồng trong tuyết được cầu thủ Quang Hải lập nên khi đấu với đội tuyển nào? A. Việt Nam, B. Trung Quốc, C. Uzbekistan, D. Afghanistan. 10 giây cho các bạn bắt đầu! Tinh! 10 giây suy nghĩ đã kết thúc. Bạn nào mà chọn A là át phục đấy. Việt Nam mà đấu với Việt Nam thì chịu các bạn luôn. Đáp án chính xác của Ad là đáp án C nha. Bàn thắng của Quang Hải được thực hiện trong trận chung kết U23 châu Á 2018 gặp Uzbekistan tại Thường Châu, Trung Quốc. Cuối hiệp 1, thời điểm U23 Việt Nam đang bị dẫn 0-1, U23 Việt Nam được hưởng quả đá phạt trực tiếp và Quang Hải là người nhận trọng trách thực hiện. Tiền đạo số 19 của U23 Việt Nam đưa bóng qua hàng rào, bay vào góc chết khung thành U23 Uzbekistan, ghi bàn gỡ hòa 1-1. Bàn thắng này được báo chí gọi là cầu vồng trong tuyết vì đường cong tuyệt đẹp mà Quang Hải tạo ra trên sân vận động bị phủ đầy tuyết ở Thường Châu. Tại giải đấu này, đội tuyển U23 Việt Nam đã đi tới tận chung kết. Đáng tiếc là Việt Nam chỉ giành được Á quân, cũng là lần đầu tiên U23 Việt Nam tiến xa thế, có thành tích tốt như vậy ở giải đấu ngoài Đông Nam Á. Vậy đó là U23, nhưng nếu gộp cả U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam thì thành tích tốt nhất mà bóng đá Việt Nam nhận được là gì? A. Vào vòng loại 3 World Cup, B.
Á quân U23 châu Á, C. Vô địch AFF Cup, D. Vô địch SEA Games. 10 giây bắt đầu. Giây đã qua, vậy là các bạn đã có đáp án cho riêng mình. Hãy cùng so sánh với đáp án của Ad nhé. Đáp án của Ad là đáp án A. Đơn giản, World Cup là giải đấu lớn nhất hành tinh, mức độ cạnh tranh khốc liệt hơn các giải đấu khác nhiều. Nếu các bạn thấy câu hỏi này Ad giải thích thế không hợp lý, thì để lại ý kiến của mình xuống phần bình luận của video nha. Cha nói nhiều về giải đấu ấn tượng nhất là giải đấu đầu tiên của thầy Park cầm quân. Vậy các bạn có thể cho Ad biết giải đấu cuối cùng mà thầy Park dẫn dắt đội tuyển U23 là giải đấu nào? A. AFF Cup, B. SEA Games 31, C. Vẫn đang dẫn dắt, D. Không phải các đáp án trên. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Đáp án chính xác của Ad là đáp án B. Khi SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, huấn luyện viên người Hàn Quốc lại tiếp tục sứ mệnh quan trọng khác là bảo vệ tấm huy chương vàng trên sân nhà. Đó là danh hiệu mà hàng triệu người Việt Nam chờ đợi khi 19 năm trước đây, U23 Việt Nam đã để rơi vào tay người Thái. Cuối cùng, ông Park đã hoàn thành thêm một nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ thành công huy chương vàng tại SEA Games 31. Với danh hiệu này, huấn luyện viên người Hàn Quốc đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Sau SEA Games 31, ông Park sẽ thôi dẫn dắt U23 Việt Nam, người tiếp quản sẽ là huấn luyện viên Gong Eun Kyun. Như thế, theo thông tin thầy Park đã chia tay U23 Việt Nam, vậy các bạn hãy trả lời thêm một câu hỏi nữa này. Sau khi chia tay U23, thầy Park còn ở Việt Nam dẫn dắt bóng đá Việt Nam không? A. Có, B. Không, đã về nước, C. Đã sang Thái Lan, D. Đã nghỉ hưu. 10 giây bắt đầu! Câu này thì đúng là quá dễ rồi các bạn nhỉ. Đáp án chính xác của Ad là A. Có, thầy Park chỉ chia tay đội tuyển U23 và tập trung cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mục tiêu là ngôi vô địch ở giải AFF Cup vào cuối năm nay. Nhắc tới đội tuyển quốc gia, các bạn ấn tượng với cầu thủ nào nhất? Ad thì ấn tượng với thủ môn Văn Lâm nhé. Tiện nhắc tới Văn Lâm, các bạn cho Ad hỏi một câu nha. Đố các bạn biết Văn Lâm có phải là cầu thủ mang hai dòng máu, con lai không? A. Đúng. B. Không. 5 giây, bắt đầu! Đáp án chính xác của Ad là A. Đúng. Vậy các bạn có biết cầu thủ Văn Lâm mang những dòng máu gì không? A. Việt, Pháp. B. Việt, Nga. C. Việt, Mỹ. D. Việt với một nước nào đấy. 10 giây, bắt đầu! Chính xác thì cầu thủ Văn Lâm mang hai dòng máu Nga-Việt nên đáp án đúng là đáp án B nha các bạn. Đặng Văn Lâm sinh ngày 13 tháng 8 năm 1993 là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Việt-Nga. Bố là người Việt, mẹ là người Nga. Họ đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Hiện Văn Lâm đang thi đấu ở vị trí thủ môn cho câu lạc bộ Cerezo Osaka tại G1 Language và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Nhắc tới cầu thủ thì ắt đố các bạn ở giải U23 châu Á ở Thường Châu, cầu thủ Văn Lâm có ra sân lần nào không? A. Có, B. Không. 5 giây cho các bạn bắt đầu! Đáp án đúng của ắt là đáp án B. Không nhé các bạn. Lúc đó Văn Lâm mới về chơi cho câu lạc bộ Hải Phòng. Vậy ắt lại đố các bạn tiếp này. Giải U23 châu Á ở Thường Châu, thủ môn bắt chính là cầu thủ nào sau đấy? A. Văn Toàn, B. Tấn Trường, C. Bùi Tiến Dũng, D. Đặng Ngọc Tuấn. 10 giây bắt đầu! Đáp án đúng của A chính là Bùi Tiến Dũng nhé! Tiếc là Bùi Tiến Dũng rực sáng ở U23 Thường Châu xong, không còn nhiều sự nổi trội nữa, ít để lại dấu ấn và dần phai mờ. Hey, tới đây thì Ad xin phép khép lại video ngày hôm nay thôi. Nghĩ câu hỏi để đố các bạn cũng ong ong cả đầu, đau đầu lắm ý.
Các bạn có câu hỏi nào hay, muốn chia sẻ, thử thách các bạn khán giả khác, vui lòng gửi về cho Ad ở dưới phần bình luận nha, hoặc đóng góp ở trang fanpage của kênh, Ad đã để page ở phần mô tả rồi đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.